Xin chào các bạn, hôm trước Trấn Lao Sư vừa giới thiệu với các bạn về cuốn nhật ký theo tuần và theo ngày này. Đây là một cuốn sách tham khảo rất là bổ ích. Hôm trước chúng ta đọc từ trang 4 này cho đến trang 6 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc từ trang 6 đến trang 8 nhé. Và cũng như hôm trước thì bạn Linh Siên đọc và kết hợp với Trấn Lao Sư dịch nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghe nhé. Quan trà篇 4月 1日 星期五大风昨天夜里大风刮了整整一夜，呼呼呼呼，好吓人！我还担心房子会被它掀翻了呢。观察篇，观察là quan sát， 篇là bài văn， 观察篇 văn quan sát。四月一日 ，ngày mùng một tháng tư， 星期五 thứ sáu， 大风 gió to。昨天夜里大风刮了整整一夜。昨天夜里 đêm hôm qua, 大风 gió lớn, qua lở đã thổi, 整整 là toàn bộ hoặc hết cả. 整整 từ lấy này dùng để nhấn mạnh vào thời gian rất là dài hoặc số lượng rất nhiều. 一夜 cả một đêm. 昨天夜里 大风刮了整整一夜. 呼呼呼呼 好吓人. 呼呼 ở đây là từ tượng thanh. 好吓人 吓 mỗi từ 吓 không thì nó có nghĩa là dọa.Xia rấn nghĩa là đáng sợ. Hảo xia rấn, thật là đáng sợ. Hú hú, hú hú, hảo xia rấn. Ủa khái tan xin, phản giữ hồi bây tha, xin phán lở. Ủa khái tan xin, mình còn lo lắng. Phản giữ căn nhà, hồi sẽ bây tha bị nó. Xin phán lở, xô đổ mất. Ủa khái tan xin, phản giữ hồi bây tha, xin phán lở. 7月14日, 星期一晴，动物园里的小猴子很多，它们有的坐在那里晒太阳，有的站在那里看风景，有的在荡秋千，还有的在睡觉。七月十四日，星期一，晴。七月十四日 ，ngày mười bốn tháng bảy， 星期一 ，thứ hai， 晴 ，trời nắng。动物园里的小猴子很多。动物园里的小猴子，动物园里的小猴子 là cụm danh từ, 小猴子 những con khỉ con, 动物园里的 ở trong vườn bách thú, 很多 rất nhiều. 动物园里的小猴子很多。他们有的坐在那里晒太阳。他们 bọn chúng 有的chúng ta có cấu trúc hiểu tơ chấm chấm hiểu tơ chấm chấm có nghĩa là cái thì gì đó hoặc là người thì như này người thì như thế kia hiểu tơ con thì chùa dài nà lì ngồi ở đó sai thái dương sưởi nắng tha mến hiểu tơ chùa dài nà lì sai thái dương hiểu tơ chàn dài nà lì khán phong cảnh hiểu tơ con thìChàng trai nà lì đứng ở đó, khán phong cảnh, ngắm cảnh. Yǒu de chàng trai nà lì khán phong cảnh. Yǒu de zài dàng qiú qiān, hái yǒu de zài shuì jiào. Yǒu de con thì zài đang dàng qiú qiān, đu dây. Hái yǒu de còn có con thì zài shuì jiào, đang ngủ. Yǒu de zài dàng qiú qiān, hái yǒu de zài shuì jiào.八月八日星期二小雨橙子是橙黄色的形状像一个小灯笼头上戴着一顶绿帽子它呀可是我的最爱八月八日星期二小雨橙子是橙黄色的形状像一个小灯笼头上戴着一顶绿帽子橙子quả cam 是橙黄色的 là màu vàng cam 形状hình dáng 像giống như 一个小灯笼 một chiếc đèn lồng nhỏ 头上trên đầu 戴着có đội 一顶绿帽子 帽子 là cái mũ và tỉnh là lượng từ của cái mũ 一顶绿帽子 một cái mũ màu xanh lá cây橙子是橙黄色的形状像一个小灯笼头上戴着一顶绿帽子。它呀可是我的最爱。它呀 nó 呀
可是晴啦，我的最爱，thứ mà mình yêu thích nhất. 他呀，可是我的最爱。十月二十一日，星期三，阴。秋天来了，树上的叶子都变黄了。十月二十一日，星期三，阴。十月二十一日 ngày 21 tháng 10, 星期三 thứ tư, yên trời râm. 秋天来了, 树上的叶子都变黄了. 秋天, mùa thu, 来了, đến rồi. 树上的叶子, 叶子 là chiếc lá. 树上的叶子, những chiếc lá trên cây, 都đều, 变黄了, đã ngả vàng rồi. 秋天来了, 树上的叶子都变黄了。感想篇。十一月二十七日，星期二，小雪。今天妈妈很晚才来接我，因为她下班就去给我买好吃的了。妈妈真辛苦。感想篇，感想了感得感人，感想篇翻感人。十一月二十七日，星期二，小雪。十一月二十七日 ，ngày 27 tháng 11， 星期二 ，thứ ba， 小雪 ，tuyết rơi nhỏ。今天妈妈很晚才来接我。今天 hôm nay mama mẹ hấn quản rất muộn trái mới lái chia của đến đón mình. 今天妈妈很晚才来接我。因为他下班就去给我买好吃的了。因为bởi vì他下班mẹ tan làm, 就thì liền去给我买 đi mua cho tôi 好吃的đồ ăn ngon. 因为他下班就去给我买好吃的了。妈妈真辛苦。妈妈mẹ真辛苦 thật là vất vả. 妈妈真辛苦。9月1日星期三，晴。今天学校广播里讲了我们学校的光辉历史，我觉得能在这所学校学习是很光荣的事情，也为我的学校感到骄傲。九月一日，星期三，晴。九月一日 ，ngày 1 tháng 9， 星期三 ，thứ tư， 晴 ，trời nắng。今天学校广播里讲了我们学校的光辉历史。今天 hôm nay 学校广播里 trong bài phát thanh của trường 讲了nói 我们学校的光辉历史，历史lịch sử 光辉 vẻ vang hoặc huy hoàng 我们学校的光辉历史，lịch sử vẻ vang của trường mình。今天学校广播里讲了我们学校的光辉历史。我觉得能在这所学校学习是很光荣的事情。我觉得 mình cảm thấy 能 ở đây chúng ta dịch là được 能在 được ở 这所学校 ngôi trường này 学习 học tập 是 là 很光荣的事情。事情 điều 很光荣 rất vinh quang。我觉得能在这所学校学习是很光荣的事情，也为我的学校感到骄傲。也cũng为什么什么骄傲或为什么什么感到骄傲 là cảm thấy tự hào về gì đó。也为我的学校感到骄傲。十月十二日，星期四，多云。今天我看到了很多用过的塑料袋，真脏啊！我以后再也不乱扔塑料袋了，要做一个爱护环境的孩子。十月十二日，星期四，多云。十月十二日 ，ngày 12 tháng 10， 星期四 ，thứ năm， 多云 ，nhiều mây。今天我看到了很多用过的塑料袋，真脏啊！今天 hôm nay 我看到了 mình đã nhìn thấy 很多 rất nhiều 用过的塑料袋。塑料袋 là túi ni lông hoặc chúng ta còn gọi là túi bóng. 用过的 đã qua sử dụng. 真脏啊 thật là bẩn quá.
今天我看到了很多用过的塑料袋，真赞啊！我以后再也不乱扔塑料袋了。我以后 từ nay mình 再也不什么什么了呢？ không bao giờ làm gì đó nữa. Loạn, em biết là loạn nghĩa là linh tinh lộn xộn. Rông là vứt, xu leo tài, túi ly lông. Ủa ý khâu, dạ dễ bố loàn rông xu leo tài lở. Yào chùa ý cửa ai hù hoàn chinh tờ hải dự. Yào chùa cần phải làm. Ý cửa ai hù hoàn chinh tờ hải dự là cụm danh từ. Ý cửa sở mà sở hải dự một đứa trẻ. Ai hù hoàn chinh nghĩa là yêu mến và bảo vệ môi trường. Yào chùa ý cửa ai hù hoàn chinh tờ hải dự. 5月6日星期三晴。今天我语文考了100分，爸爸却只夸了我2句，不肯给我买奖品，爸爸真小气。5月6日ngày 6/5星期三 thứ tư晴trời nắng。今天我语文考了100分，爸爸却只夸我2句，不肯给我买奖品。Jin tian hôm nay, ua yu wen, mình môn ngữ văn, khảo lợ đã thi được 100 phân, 100 điểm, tức là điểm tròn. Ba ba chue, nhưng bố lại, chữ, chỉ, khoa lợ ua 2句. Khoa là khen, 2句 có nghĩa là 2 câu, nhưng chúng ta dịch là vài câu, một con số ước lượng. Bù khẩn, không chịu, cái ua mải giám phỉn. Giám phỉn là phần thưởng, bù khẩn cái ua mải giám phỉn, không chịu mua phần thưởng cho mình. Jin tian wo yu wen kao le 100 fen, ba ba chue zhi kua le wo 2句, bu ken gei wo mai jiang pin. Ba ba zhen xiao qi. Ba ba bo zhen thật là xiao qi ge bo. Ba ba zhen xiao qi. 9月2日星期一小雨。我今天自己整理了房间，这才体会到平常妈妈做家务的辛苦。以后我一定要自己的事情自己做，给妈妈减轻负担。9月2日ngày 2/9星期一 thứ hai 小雨 mưa nhỏ。 我今天自己整理了房间。我今天 hôm nay mình 自己 tự mình 整理 dọn dẹp thu dọn 房间 căn phòng。 我今天自己整理了房间。这才体会到平常妈妈做家务的辛苦。这 lúc này hoặc giờ này 才 mới 体会到 hiểu ra được hoặc là lĩnh hội được 平时妈妈做家务的辛苦。 đây là cụm danh từ chúng ta dịch từ 辛苦 trước, sự vất vả hoặc nỗi vất vả. 平时thường ngày 妈妈做家务 mẹ làm việc nhà, 家务 là việc nhà.这才体会到平时妈妈做家务的辛苦。以后我一定要自己的事情自己做，给妈妈减轻负担。以后 từ nay 我一定要mình nhất định phải 自己的事情 việc của chính mình 自己做 thì tự mình làm 给妈妈减轻负担。负担 là gánh nặng, 减轻 là giảm bớtGầy mama, giảm chinh phụ tán, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Ý khâu, ủa ý định yáo, tự chỉ tờ sự chính, tự chỉ chua, gầy mama, giảm chinh phụ tán. 11月9日星期六晴。今天我在天文馆里看见了许多星星，北斗星、启明星，它们都是从哪里来的？离地球远不远？我的知识太少了，我要好好学习，弄清楚这些问题。11月9日ngày 9/11星期六 thứ bảy晴 trời nắng。今天我在天文馆里看见了许多星星。今天 hôm nay 我在天文馆里 mình ở cung thiên văn 看见了 đã nhìn thấy 许多 rất nhiều 星星 vì sao。今天我在天文馆里看见了许多星星。北斗星、启明星，它们都是从哪里来的？离地球远不远？北斗星、扫北斗、
chỉ minh sinh, sao khởi minh còn gọi là sao kim. Tha mến đầu sư, chúng đều, chúng ná lì lái tờ, đến từ đâu vậy nhỉ? Lý, cách, tỷ chiều, trái đất, yuán bù yuán, có xa không? Bấy đầu sinh, chỉ minh sinh, tha mến đầu sư, chúng ná lì lái tờ, lý tỷ chiều, yuán bù yuán. 我的知识太少了，我要好好学习，弄清楚这些问题。 kiến thức của mình, 太少了, ít quá. 我要, mình cần phải, 好好学习, học tập cho tốt. 弄清楚, tức là làm cho mình hiểu rõ được cái gì đó. 这些问题, những vấn đề này. 我的知识太少了，我要好好学习，弄清楚这些问题。 Và thưa các bạn, hôm nay là chúng ta đã đọc xong đến trang 8 rồi. Các bạn có thể thấy rằng là chỉ có từ một cái đoạn cuối của trang 6 cho đến trang 8 mà chúng ta đã học được rất nhiều kiến thức, phải không các bạn? Nếu các bạn muốn mua cuốn sách này thì liên hệ với Trần Lão Sư các bạn nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe Lính Sử Yên đọc lại đoạn hôm nay một lần nữa nhé. Bye bye! Quan trá Pien 4月1日 星期五 Đà Phong 昨天夜里 Đà Phong 刮了整整一夜，呼呼呼呼，好吓人！我还担心房子会被它掀翻了呢。7月14日，星期一，晴。动物园里的小猴子很多，它们有的坐在那里晒太阳，有的站在那里看风景，有的在荡秋千。 还有的，在睡觉。8月8日，星期二，小雨。橙子是橙黄色的，形状像一个小灯笼，头上戴着一顶绿帽子。它呀，可是我的最爱。10月21日，星期三，阴。秋天来了。 树上的叶子都变黄了。感想篇 11月27日，星期二，小雪。今天妈妈很晚才来接我，因为她下班就去给我买好吃的了。妈妈真辛苦。9月1日，星期三，晴。 今天学校广播里讲了我们学校的光辉历史，我觉得能在这所学校学习是很光荣的事情，也为我的学校感到骄傲。10月12日，星期四，多云。今天我看到了很多用过的塑料袋，真脏啊！ 我以后再也不乱扔塑料袋了，要做一个爱护环境的孩子。5月6日，星期三，晴。今天我语文考了100分，爸爸却只夸了我2句，不肯给我买奖品。爸爸真小气。9月2日，星期一，小雨。 我今天自己整理了房间，这才体会到平常妈妈做家务的辛苦。以后我一定要自己的事情自己做，给妈妈减轻负担。11月9日，星期六，晴。今天我在天文馆里看见了许多星星，北斗星、启明星。 他们都是从哪里来的？离地球远不远？我的知识太少了，我要好好学习，弄清楚这些问题。从一句话写日记开始，我们就已经读完了。我觉得都不是很难，我的语速已经就是放得很慢了。如果说你们还更想慢一点呢，你们也可以跟陈老师说。